Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 5. Dân Philippines lấy hòm của Đức Chúa Trời đi từ Ebenezer tới Ashdod. Đoạn, chúng lấy hòm của Đức Chúa Trời đi vào đền Dagon để ở bên Dagon. Sáng ngày sau, dân Ashdod dậy sớm, thấy Dagon nằm sải mặt ấp xuống đất trước mặt hòm của Đức Giê-hô-va. Chúng nó bèn đem Dagon đặt lại tại chỗ nó. Ngày sau, chúng nó trở vào sớm, Dagon lại còn té xuống đất trước hòm của Đức Giê-hô-va, đầu và hai tay đều rơi ra, nằm trên ngạch cửa, chỉ còn cái mình nó mà thôi. Bởi cớ ấy cho đến ngày nay, những thầy cả của Dagon và phàm người nào vào trong đền nó đều tránh không đặt chân trên ngạch cửa. Nhưng tay Đức Giê-hô-va giáng họa lớn trên dân sự Ách-đốt, dẫn sự tàn hại đến trong xứ chúng nó, lấy bệnh trĩ lậu hành hại Ách-đốt và địa phận nó. Dân Ách-đốt thấy mình như vậy bèn kêu la rằng: hòm của Đức Chúa Trời Israel chớ ở nơi chúng ta, vì tay Ngài giáng họa lớn trên chúng ta và trên Dagon là thần của chúng ta. Chúng sai sứ thỉnh nhóm hết thảy quan trưởng của dân Philippines mà hỏi rằng: chúng ta sẽ làm sao về hòm của Đức Chúa Trời của Israel? Các quan trưởng đáp: phải đem hòm của Đức Chúa Trời của Israel đến Gác. Người ta bèn đem hòm của Đức Chúa Trời của Israel đến đó. Người ta vừa đem hòm đi thì tay Đức Giê-hô-va bèn phạt thành ấy, khiến cho nó bị sự kinh khiếp rất lớn. Ngài hành hại dân thành đó, từ đứa nhỏ cho đến người lớn, chúng đều bị bệnh trĩ lậu phát ra. Bây giờ, chúng nó sai gửi hòm của Đức Chúa Trời đến Ekron. Khi hòm đến, dân Ekron kêu la rằng: người ta khiêng hòm của Đức Chúa Trời của Israel đến cùng ta, đặng giết chúng ta và dân sự chúng ta. Chúng nó sai thỉnh nhóm hết thảy quan trưởng của dân Philippines mà nói rằng: hãy khiêng hòm của Đức Chúa Trời của Israel đi, để nó trở về nơi cũ và chớ làm cho chúng ta và dân sự chúng ta phải chết. Vì trong mọi thành đều có sự kinh khiếp hầu chết. Tay Đức Giê-hô-va giáng họa tại đó cách dữ tợn. Những kẻ nào không chết thì bị bệnh trĩ lậu, và tiếng kêu la của thành lên đến tận trời. Chương 6. Hòm của Đức Giê-hô-va ở 7 tháng trong xứ dân Philippines. Đoạn dân Philippines gọi những thầy cả và thuật sĩ mà hỏi rằng: chúng ta phải làm chi về hòm của Đức Giê-hô-va? Hãy nói cho chúng ta biết cách nào phải trả hòm ấy về nơi cũ. Chúng nó đáp: nếu các ngươi gửi hòm của Đức Chúa Trời của Israel về thì chớ gửi đi không, nhưng phải trả cho Đức Giê-hô-va của lễ chuộc lỗi, rồi các ngươi sẽ được chữa lành và biết tại cớ sao Ngài không ngừng giáng họa trên các ngươi. Chúng nó hỏi: của lễ chi chúng ta phải trả cho Ngài đặng chuộc lỗi? Đáp rằng: 5 cái hình trĩ lậu bằng vàng và 5 con chuột bằng vàng, theo số quan trưởng của dân Philippines, vì hết thảy các ngươi và các quan trưởng của các ngươi đều bị đồng một tai họa. Hãy làm các hình trĩ lậu và những hình con chuột vẫn phá xứ sở, rồi tôn vinh Đức Chúa Trời của Israel. Có lẽ Ngài sẽ nhẹ tay trên các ngươi, trên thần và xứ của các ngươi. Sao các ngươi cứng lòng như dân Ê-díp-tô và Pha-ra-ôn đã làm? Sau khi Đức Giê-hô-va đã thi hành quyền năng trên dân Ê-díp-tô, họ há chẳng để cho Israel đi sao? Hè, hãy đóng một cái xe mới và bắt 2 con bò cái còn cho bú chưa mang ách, thắng nó vào xe, rồi dẫn các con nhỏ chúng nó vào chuồng. Kế đó, hãy lấy hòm của Đức Giê-hô-va để lên trên xe, rồi trong một cái trắp những đồ bằng vàng mà các ngươi sẽ dâng trả cho Đức Giê-hô-va làm của lễ chuộc lỗi, và đặt nó gần bên hông. Đoạn, hãy để cho cái hòm đi và xem chừng. Nếu nó đi lên về phía xứ nó, tức về hướng Bết-Shemết,
thì ắt là Đức Giê-hô-va đã giáng họa lớn này trên chúng ta. Bằng không, chúng ta sẽ biết chẳng phải tay Ngài đã hành hại chúng ta, nhưng các điều đó xảy đến tình cờ đó thôi. Người Philippines đều làm như vậy, bắt hai con bò cái còn cho bú, thắng vào một cái xe, rồi nhốt các con nhỏ chúng nó trong chuồng. Chúng để hòm của Đức Giê-hô-va lên trên xe, luôn với cái trắp có con chuột bằng vàng và hình trĩ lậu. Hai con bò cái đi thẳng theo đường về Bết-Sê-mết, vừa đi vừa rống, không xây bên hữu, cũng không xây bên tả. Các quan trưởng dân Philippines đi theo nó, cho đến bờ cõi Bết-Sê-mết. Bây giờ dân Bết-Sê-mết đang gặt lúa mì trong trũng, ngước mắt lên thấy cái hòm thì lấy làm vui mừng. Cái xe đến trong ruộng của Giô-suê tại Bết-Sê-mết và dừng lại đó. Nơi ấy có một hòn đá lớn, người ta bèn bữa gỗ của xe và dâng hai bò cái làm của lễ thiêu cho Đức Giê-hô-va. Người Lê-vi cất hòm của Đức Giê-hô-va xuống khỏi xe, luôn với cái trắp ở bên đựng những vật bằng vàng và để trên hòn đá lớn. Trong ngày đó, người Bết-Sê-mết dâng những của lễ thiêu và các của tế lễ khác cho Đức Giê-hô-va. Năm quan trưởng của dân Philippines đã thấy điều đó, thì nổi ngày trở về Ekron. Này là số hình trĩ lậu bằng vàng mà dân Philippines dâng trả cho Đức Giê-hô-va làm của lễ chuộc tội: một cái của Ách Đốt, một cái của Gaza, một cái của Ách Kê Lôn, một cái của Gác và một cái của Ekron. Chúng nó lại dâng trả thêm hình con chuột bằng vàng bao nhiêu số thành Philippines thuộc về năm quan trưởng, hoặc thành kiên cố, hay là làng nhà quê. Hòn đá lớn ấy là nơi người ta để hòm của Đức Giê-hô-va. Nó ở tại trong ruộng của Giô-suê, người Bết-Sê-mết, làm kỷ niệm về điều đó cho đến ngày nay. Đức Giê-hô-va hành hại dân Bết-Sê-mết vì chúng có nhìn vào hòm của Đức Giê-hô-va. Ngài hành hại 70 người của dân sự. Dân sự đều để tang vì Đức Giê-hô-va đã hành hại họ một tai vạ rất nặng. Bây giờ dân Bết-Sê-mết nói: ai có thể đứng nổi trước mặt Giê-hô-va là Đức Chúa Trời Chí Thánh? Khi hòm lìa khỏi chúng ta thì sẽ đi đến ai? Chúng nó sai sứ đến dân Kiriat Ye-arim mà nói rằng: dân Philippines đã đem hòm của Đức Giê-hô-va về, hãy đi xuống đem nó về nơi các ngươi. Chương 7. Người Kiriat Ye-arim đến thỉnh hòm của Đức Giê-hô-va, đem vào nhà Abinadab ở trên gò nổng, rồi biệt riêng ra Eleasa, con trai người, đặng coi giữ hòm của Đức Giê-hô-va. Hòm của Đức Giê-hô-va để tại Kiriat Ye-arim lâu ngày, đến đổi trải qua 20 năm, cả nhà Israel đều than nhớ Đức Giê-hô-va. Bây giờ, Samuel nói cùng cả nhà Israel rằng: nếu các ngươi thật hết lòng trở lại cùng Đức Giê-hô-va, thì khác cất khỏi giữa các ngươi những thần lạ và tượng ác tặc tê, hết lòng theo Đức Giê-hô-va, chỉ phục sự một mình Ngài mà thôi. Ngài ắt sẽ giải cứu các ngươi khỏi tay dân Philippines. Dân Israel bèn dẹp những hình tượng của ba anh và ác tặc tê, rồi phục sự một mình Đức Giê-hô-va mà thôi. Đoạn Samuel nói: hãy nhóm hiệp cả Israel tại Mít-ba, ta sẽ cầu Đức Giê-hô-va dùm cho các ngươi. Chúng hội hiệp tại Mít-ba, múc nước và đổ ra trước mặt Đức Giê-hô-va. Trong ngày đó chúng cử ăn mà rằng: chúng tôi có phạm tội cùng Đức Giê-hô-va. Samuel đoán xét dân Israel tại Mít-ba. Khi dân Philippines đã hay rằng dân Israel hội hiệp tại Mít-ba, thì các quan trưởng của chúng nó lên đánh Israel. Nghe tin này, dân Israel run sợ trước mặt dân Philippines, nói cùng Samuel rằng: xin chớ vì chúng tôi mà ngừng kêu cầu Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi, để Ngài giải cứu chúng tôi khỏi tay dân Philippines. Samuel bắt một chiên con còn bú, dân nó làm của lễ thiêu cho Đức Giê-hô-va. Đoạn người vì Israel cầu khẩn Đức Giê-hô-va, Đức Giê-hô-va bèn nhậm lời. Trong lúc Samuel dân của lễ thiêu, dân Philippines đến gần đặng giao chiến cùng Israel. Nhưng trong ngày đó, Đức Giê-hô-va khiến sấm sét nổ vang trên dân Philippines,
làm cho thua vỡ chạy và chúng nó bị đánh bại trước mặt Israel. Dân Israel từ Mít-ba ra đuổi theo dân Philistin và đánh chúng nó cho đến dưới Bết Cạt. Bây giờ, Samuel lấy một hòn đá dựng lên giữa khoảng Mít-ba và Sen, đặt tên là Eben-Ezer, vì người nói rằng Đức Giê-hô-va đã cứu giúp chúng tôi đến bây giờ. Dân Philistin bị bắt phục, chẳng còn xâm lấn địa phận của Israel nữa. Trọn đời Samuel, tay của Đức Giê-hô-va nhận trên dân Philistin. Các thành mà dân Philistin đã chiếm lấy của Israel từ Ekron đến Gát đều được trả lại cho Israel, và Israel giải thoát địa hà các thành ấy khỏi tay dân Philistin. Bèn có sự hòa bình giữa Israel và dân Amorit. Samuel làm quan xét cho Israel trọn đời mình. Mỗi năm, người tuần hành khắp Bê-tên, Gin-gan và Mít-ba mà đoán xét dân sự trong các thành ấy. Đoạn, người trở về Rama là nơi có nhà người. Ở Rama, người cũng đoán xét Israel và lập một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va tại đó. Thi Thiên 91. Người nào ở nơi kín đáo của Đấng Chí Cao sẽ được hằng ở dưới bóng của Đấng Toàn Năng. Tôi nói về Đức Giê-hô-va rằng Ngài là nơi nương náu tôi và là đồn lũy tôi, cũng là Đức Chúa Trời tôi. Tôi tin cậy nơi Ngài. Ngài sẽ giải cứu ngươi khỏi bẫy chim và khỏi dịch lệ độc hại. Ngài sẽ lấy lông Ngài mà che chở ngươi, và dưới cánh Ngài ngươi sẽ được nương náu mình. Sự chân thật Ngài là cái khiên và cái can của ngươi. Ngươi sẽ chẳng sợ hoặc sự kinh khiếp ban đêm, hoặc tên bay ban ngày, hoặc dịch lệ lây ra trong tối tăm, hay là sự tàn diệt, phá hoại đang lúc trưa. Sẽ có ngàn người sa ngã bên ngươi và muôn người sa ngã bên hữu ngươi, song tai họa sẽ chẳng đến gần ngươi. Ngươi chỉ lấy mắt mình nhìn xem và sẽ thấy sự báo trả cho kẻ ác. Bởi vì ngươi đã nhờ Đức Giê-hô-va làm nơi nương náu mình và Đấng Chí Cao làm nơi ở mình, nên sẽ chẳng có tai họa gì xảy đến ngươi, cũng chẳng có ôn dịch nào tới gần trại ngươi. Vì Ngài sẽ ban lệnh cho thiên sứ Ngài bảo gìn giữ ngươi trong các đường lối ngươi. Thiên sứ sẽ nâng ngươi trên bàn tay mình, e chân ngươi vấp nhầm hòn đá chăng? Ngươi sẽ bước đi trên sư tử và rắn hổ mang, còn sư tử tơ và con rắn ngươi sẽ giày đạp dưới chân. Bởi vì người chiếu mến ta nên ta sẽ giải cứu người. Ta sẽ đặt người lên nơi cao bởi vì người biết danh ta. Người sẽ kêu cầu ta, ta sẽ đáp lời người. Trong sự gian truân ta sẽ ở cùng người, giải cứu người và tôn vinh người. Ta sẽ cho người thỏa lòng sống lâu và chỉ cho người thấy sự cứu rỗi của ta. Chương 34. Có lời Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng: Hỡi con người, hãy nói tiên tri nghịch cùng những kẻ chăn của Israel. Hãy nói tiên tri và bảo những kẻ chăn ấy rằng: Chúa Giê-hô-va phán như vậy: Khốn nạn cho kẻ chăn của Israel là kẻ chỉ nuôi mình. Há chẳng phải những kẻ chăn nên cho bầy chiên ăn sao? Các ngươi ăn mỡ, mặt lông chiên, giết những con chiên mập, mà các ngươi không cho bầy chiên ăn. Các ngươi chẳng làm cho những con chiên mắc bệnh nên mạnh, chẳng chữa lành những con đau, chẳng rịt thuốc những con bị thương, chẳng đem những con bị đuổi về, chẳng tìm những con bị lạc mất. Song các ngươi lại lấy sự độc dữ gai gắt mà cai trị chúng nó. Vì không có kẻ chăn thì chúng nó tan lạc. Đã tan lạc thì chúng nó trở nên mồi cho hết thảy loài thú ngoài đồng. Những chiên ta đi lạc trên mọi núi và mọi đồi cao. Những chiên ta tan tác trên cả mặt đất. Chẳng có ai kiếm, chẳng có ai tìm. Vậy nên hỡi kẻ chăn, hãy nghe lời Đức Giê-hô-va. Chúa Giê-hô-va phán rằng: Thật như ta hằng sống, vì tại không có kẻ chăn, nên những chiên ta đã làm mồi và đã trở nên đồ ăn của mọi loài thú ngoài đồng. Những kẻ chăn của ta cũng không tìm kiếm chiên ta, nhưng chúng nó chỉ nuôi mình
mà không chăn nuôi chiên ta. Vì cớ đó hỡi kẻ chăn, hãy nghe lời Đức Giê-hô-va. Chúa Giê-hô-va phán như vậy: Này, ta nghịch cùng những kẻ chăn đó, ta sẽ đòi lại chiên của ta nơi tay chúng nó. Ta không để cho chúng nó chăn chiên của ta nữa, và chúng nó cũng không thể tự chăn nuôi lấy mình nữa. Nhưng ta sẽ móc chiên ta ra khỏi miệng chúng nó, hầu cho chiên không làm đồ ăn cho chúng nó. Chúa Giê-hô-va phán như vậy: Này, chính ta, tức là ta, sẽ kiếm chiên ta, ta sẽ tìm nó ra. Ví như kẻ chăn tìm bầy mình ra, trong ngày mà nó ở giữa những chiên mình bị tan lạc, thì ta cũng sẽ tìm chiên ta ra như vậy. Ta sẽ cứu chúng nó ra khỏi mọi nơi mà chúng nó đã bị tan lạc trong ngày mây mù tăm tối. Ta sẽ đem chúng nó ra khỏi giữa các dân. Ta sẽ nhóm chúng nó lại từ các nước và đem chúng nó về trong đất riêng chúng nó. Ta sẽ chăn chúng nó trên các núi của Israel, kề khe nước và trong mọi nơi có dân cư trong nước. Ta sẽ chăn chúng nó trong những đồng cỏ tốt, và chuồng chúng nó sẽ ở trên các núi nơi đất cao của Israel. Ở đó, chúng nó sẽ nghỉ trong chuồng tử tế và ăn cỏ trong đồng cỏ màu mỡ, tức là trên các núi của Israel. Ấy chính ta sẽ chăn chiên ta và cho chúng nó nằm nghỉ. Chúa Giê-hô-va phán vậy: Ta sẽ tìm con nào đã mất, dắt về con nào đã bị đuổi, rịt thuốc cho con nào bị gãi, và làm cho con nào đau được mạnh. Nhưng ta sẽ hủy diệt những con mập và mạnh, ta sẽ dùng sự công bình mà chăn chúng nó. Chúa Giê-hô-va phán như vậy: Còn như bay, hỡi bầy chiên ta. Này, ta xét đoán giữa chiên và chiên, giữa chiên đực và dê đực. Bay ăn trong vườn cỏ xinh tốt, mà lại lấy chân dày đạp những cỏ còn lại. Đã uống những nước trong, lại lấy chân vậy đục nước còn thừa. Bay, há chẳng coi sự đó là việc nhỏ mọn sao? Còn những chiên ta thì phải ăn cỏ chân bay đã dày đạp, và uống nước chân bay đã vậy đục. Vậy nên Chúa Giê-hô-va phán như vậy: Này, ta, chính ta, sẽ xét đoán giữa những chiên mập và chiên gầy. Vì bay lấy hông lấy vai mà xốc, lấy sừng mà vít mọi chiên con có bệnh, cho đến chừng bay đã làm tan lạc chúng nó ra ngoài. Nên ta sẽ đến cứu bầy chiên ta, chúng nó sẽ không làm mồi nữa, và ta sẽ xét đoán giữa chiên và chiên. Ta sẽ lập trên chúng nó chỉ một kẻ chăn, người sẽ chăn chúng nó, tức là David tôi tớ ta. Ấy là người sẽ chăn chúng nó, người sẽ làm kẻ chăn chúng nó. Ta, Đức Giê-hô-va, sẽ làm Đức Chúa Trời chúng nó, còn David tôi tớ ta sẽ làm vua giữa chúng nó. Ta, Đức Giê-hô-va, đã phán vậy. Bây giờ, ta sẽ kết với chiên ta một giao ước hòa bình. Ta sẽ làm cho những thú dữ trong đất dứt đi, đặng dân ta có thể ở yên ổn trong đồng vắng và ngủ trong rừng. Ta sẽ làm cho chúng nó với các miền chung quanh đồi ta nên nguồn phước. Ta sẽ khiến mưa sa nơi mùa thuận tiện, ấy sẽ là cơn mưa của phước lành. Cây ngoài đồng sẽ ra trái, và đất sẽ sinh hoa lợi. Chúng nó sẽ ở yên trong đất mình, và sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va, khi ta đã bẻ gãy những đòn của ách chúng nó, và đã giải cứu chúng nó ra khỏi tay những kẻ bắt chúng nó phục dịch. Chúng nó sẽ chẳng làm mồi của các dân ngoại nữa, những loài thú của đất sẽ chẳng nuốt chúng nó nữa. Chúng nó sẽ ở yên ổn, chẳng ai làm cho sợ hãi. Ta sẽ sắm vườn có danh tiếng cho chúng nó. Chúng nó sẽ không chết đói trong đất mình nữa, và cũng không còn chịu sự hổ nhuốc của các nước nữa. Chúng nó sẽ biết ta, Đức Giê-hô-va, là Đức Chúa Trời chúng nó, ở cùng chúng nó, và biết nhà Israel chúng nó là dân ta. Chúa Giê-hô-va phán vậy: Bay là chiên của ta, là chiên của đồng cỏ ta. Bay là loài người, và ta là Đức Chúa Trời bay. Chúa Giê-hô-va phán vậy. Chương 35.
lời của Đức Giê-hô-va được phán cùng ta rằng: Hỡi con người, hãy xây mặt hướng về núi Sê-i-rơ và nói tiên tri nghịch cùng nó. Hãy nói cùng nó rằng: Chúa Giê-hô-va phán như vậy: Hỡi núi Sê-i-rơ, này, ta nghịch cùng mày. Ta sẽ giá tay nghịch cùng mày, làm cho mày ra hoang vu và gỡ lạ. Ta sẽ làm cho các thành của mày ra đồng vắng, còn mày sẽ trở nên hoang vu. Bây giờ mày sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va. Vì mày kêu sự ghen ghét vô cùng và đã phó con cái Israel cho quyền gươm dao nơi ngài tai vạ chúng nó trong kỳ gian ác về cuối cùng. Vì cớ đó, Chúa Giê-hô-va phán: Thật như ta hằng sống, ta sẽ sắm sẵn mày cho phải huyết, và huyết sẽ đuổi theo mày. Vì mày đã chẳng ghét huyết, nên huyết sẽ đuổi theo mày. Vậy, ta sẽ làm cho núi Sê-i-rơ gỡ lạ và hoang vu, và hủy diệt cả người đi qua và người trở về. Ta sẽ làm cho các núi nó đầy những kẻ bị giết của nó. Những người bị gươm giết sẽ ngã xuống trên các đồi mày, trong các trũng và giữa dòng mọi sông suối mày. Ta sẽ làm cho mày ra hoang vu đời đời. Các thành mày sẽ không có dân ở nữa, và bay sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va. Vì mày có nói rằng: Hai dân tộc ấy và hai nước ấy sẽ thuộc về ta, và chúng ta sẽ được nó làm kỷ vật, dầu Đức Giê-hô-va đang ở đó. Nên Chúa Giê-hô-va phán: Thật như ta hằng sống, ta sẽ đãi mày bằng cơn giận và sự ghét mà mày đã bởi lòng ghen tương tỏ ra nghịch cùng chúng nó. Và khi ta xét đoán mày, ta sẽ tỏ mình ra giữa chúng nó. Mày sẽ biết ta, Đức Giê-hô-va, đã nghe những lời sỉ nhục mày đã nói ra nghịch cùng các núi Israel mà rằng: Các núi ấy đã bị làm nên hoang vu, đã phó cho ta để nuốt. Bay đã lấy miệng khoe mình nghịch cùng ta, và đã thêm những lời mình nghịch cùng ta. Thật, ta đã nghe điều đó. Chúa Giê-hô-va phán như vậy: Khi cả đất vui mừng, ta sẽ làm cho mày nên hoang vu, vì mày đã lấy làm vui về sản nghiệp nhà Israel bị hoang vu, nên ta đãi mày cũng vậy. Hỡi núi Sê-i-rơ, mày với cả Ê-đôm, tất cả xứ ấy sẽ bị hoang vu, và chúng nó sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn, và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Quýt thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như: Ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng, và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Quýt. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn, hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.